Xin chào, tôi là Ruby Nguyễn. Tôi rất hạnh phúc vì bạn đã có mặt ở đây vào giây phút này. Bạn hãy mở rộng cánh tay của mình, như thể bạn đang ôm một người bạn yêu quý. Khi làm vậy, bạn đang mở rộng trái tim của mình, mở rộng bản thân mình để đón nhận thêm sự giàu có, tràn đầy của năng lượng sống xung quanh bạn. Bạn có thể mỉm cười nếu bạn muốn. Và bây giờ, hãy hít một hơi thật sâu qua mũi của bạn. Hít vào thứ năng lượng sống tuyệt vời ấy. Nín thở một chút và tưởng tượng từng tế bào trong cơ thể bạn đang được thắp sáng lên, đang cười đùa, nhảy múa và tận hưởng nguồn năng lượng sống ấy. Thở ra thật chậm và hãy mỉm cười bằng mắt, bằng miệng và bằng cả trái tim của bạn. Bạn có thể tiếp tục hít thở sâu khi tôi nói và bạn lắng nghe và hòa mình vào trải nghiệm này nhé. Tưởng tượng những ngôn từ đầy yêu thương và sức mạnh này là ngôn từ của chính bạn. Hãy đón nhận những gì tốt đẹp bằng cả cơ thể, tâm trí, trái tim và tâm hồn bạn. Từng tế bào trong cơ thể bạn đang chuẩn bị để được kích hoạt và kết nối với vũ trụ. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Tôi cho phép tôi được là tôi. Tôi được ban tặng cuộc sống này để vũ trụ có thể được biểu hiện thông qua tôi. Tôi cho phép phiên bản chân thực trong tôi được lan tỏa đam mê, mục đích và sự can đảm tới cơ thể, tâm trí và trái tim mình. Sự sáng tạo trong tôi là vô tận. Tôi tự tin thể hiện suy nghĩ và ý tưởng của mình. Tôi luôn kết nối với phiên bản vĩ đại ở trong tôi. Tôi tự do thể hiện quan điểm của mình một cách bình thản với thế giới. Tôi tự hào vì giọng nói của tôi mang đến những hương vị độc đáo cho cuộc đời này. Tôi có mặt trên hành tinh này để học hỏi và trải nghiệm. Tất cả những trải nghiệm của tôi là tiếng vọng từ cuộc sống. Nếu tôi không thích những trải nghiệm của mình, tôi luôn luôn có sự tự do và sức mạnh để thay đổi chúng. Tôi mở rộng cánh cửa tâm hồn mình để chào đón những cơ hội xuất hiện, những cơ hội để được biểu hiện một cách chân thực nhất tôi là ai. Tôi chính là kênh dẫn để kết nối với trí tuệ sâu thẳm trong tôi. Tôi biết ơn, tôi chân thực, tôi sáng tạo, tôi tràn đầy yêu thương. Tôi kết nối với nguồn năng lượng của tâm hồn mình. Tôi ngẩng cao đầu và bước đi trên hành tinh này với sự tự tin, sứ mệnh và lòng tự trọng. Tôi bình ổn và thoải mái khi người khác bày tỏ quan điểm khác tôi. Tôi nhảy múa vũ điệu của sự bình yên, của dũng khí và tình yêu thương. Tôi ủng hộ người khác để họ được là chính họ. Tôi cho phép tâm hồn mình được tỏa sáng qua tiếng nói và toàn bộ sự hiện diện của tôi. Tôi rộng mở để chào đón những nguồn sức mạnh và tiềm năng được kích hoạt trong tôi ngay lúc này. Tôi chính là kiến trúc sư của tâm trí mình. Tôi tắm mình trong dòng sông của sự sáng tạo và những ý tưởng xuất sắc. Tôi nghiêng mình trước bản thể chân thực của chính tôi với lòng biết ơn và sự chấp nhận. Tôi lan tỏa yêu thương bằng tiếng nói của mình
và bằng sự biểu hiện chân thực của mình. Tôi chào đón những cách thức mới để thể hiện mong muốn và khát vọng của bản thân. Tôi giao tiếp đầy yêu thương và chân thành. Tôi là tôi một cách chân thực nhất. Tôi để bản thân tôi được bộc lộ một cách tự do và tuôn chảy. Tôi tin tưởng tiếng nói bên trong mình. Tôi luôn được chỉ dẫn bởi nguồn năng lượng sáng tạo thuần khiết. Tôi chọn lắng nghe, hiện hữu và cho phép mọi thứ được diễn ra như đúng cách của chúng. Tôi đón nhận lời thì thầm của vũ trụ nói về trái tim tôi. Tôi cho phép bản thể chân thực của mình được tỏa sáng. Tôi chào đón những ý tưởng tuyệt vời ùa đến với tôi. Tôi tò mò và hào hứng về những gì sắp tới. Tôi tỏa sáng bằng tất cả những gì tôi bộc lộ về bản thân mình. Đôi khi một ai đó không đồng ý với tôi. Đôi khi tôi không đồng ý với một ai đó. Vậy thì sao nào? Tôi có con đường của tôi. Họ đi con đường của họ. Tôi hoàn toàn chấp nhận lẽ hiển nhiên đó của cuộc đời. Đôi khi một ai đó chỉ trích, phê phán tôi. Vậy thì sao nào? Họ có quyền có ý kiến, quan điểm riêng của họ về tôi. Và tôi hoàn toàn có quyền không đón nhận những điều đó về mình. Tôi phát nguyện vì tôi biết đó là chìa khóa để đón nhận. Tôi là vũ trụ và vũ trụ là tôi. Cũng giống như một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương bao la, chứa trọn vẹn cả đại dương bất tận. Tôi chính là sự biểu hiện của yêu thương trong cuộc đời này. Tôi là một tâm hồn độc đáo, một phần của vũ trụ. Tôi sống với lòng biết ơn. Tôi tin tưởng tiếng nói bên trong mình. Tôi cho phép tôi được là tôi. Và điều đó kết nối tôi với trí tuệ đích thực. Tôi tắm mình trong dòng chảy của sự can đảm và tự tin. Tôi nói lên sự thật về mình một cách rõ ràng, như bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ai cũng có quan điểm riêng của họ, và tôi chấp nhận điều đó. Tôi chọn làm nguồn cảm hứng cho người khác. Sâu thẳm trong tâm hồn, chúng ta đều muốn được chia sẻ, được bộc lộ những sự thật về bản thân mình một cách tự do. Tôi mở rộng cánh cửa dẫn tới sức mạnh nội tại và suy nghĩ tích cực. Tôi chọn bước qua cánh cửa đó để tạo ra những giá trị cho cuộc sống của tôi và nhiều người khác nữa. Tôi bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng của mình khi tôi muốn. Tôi trôi một cách an bình qua cánh cửa của ánh sáng thiêng liêng. Tôi là người chịu 100% trách nhiệm cho hạnh phúc và thành công của mình. Cảm xúc không đến từ bên ngoài, chúng đến từ tôi. Tôi tận hưởng tất cả những cách thức sáng tạo mà tôi có thể để tạo ra những cảm xúc có tần số dao động cao, những cảm xúc khiến cho tâm hồn tôi muốn nhảy múa và cười vang. Tôi lắng nghe từ sâu thẳm với tất cả giác quan của mình. Tôi cân bằng và tập trung. Tôi cho phép bản thể chân thực của mình tỏa sáng với sức mạnh và ánh sáng yêu thương nhiều hơn bao giờ hết. Tôi nghe thấy lời thì thầm của vũ trụ. Tôi cho phép trí tuệ tối cao được trò chuyện với tôi. Tôi đứng trên đỉnh núi cao của niềm tin vào trực giác và trí tuệ của cuộc đời. Tôi lan tỏa yêu thương và niềm vui tới mọi người. Tôi thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trực giác của tôi sắc bén hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi chọn để luôn nói lên sự thật về mình. Khi tôi tỏa sáng, tôi đang tạo ra cơ hội cho người khác được tỏa sáng giống như tôi. Tôi can đảm, tôi thông thái, tôi đầy yêu thương. Tôi là chiến binh của tình yêu thương và ánh sáng.
Tôi mời gọi từng tế bào trong cơ thể tôi cùng hân hoan chào đón ngày mới này với tôi, bởi vì tôi đang sống. Tôi chọn đón nhận và trân trọng sự vĩ đại ở trong tôi. Tôi lan tỏa ánh sáng của mình và tạo ra sự khác biệt theo cách mà chỉ mình tôi có thể làm được. Tôi bước đi trên con đường của mình với dũng khí, sức mạnh, yêu thương và quyết tâm. Tôi xứng đáng. Tôi là hiện thân của trí tuệ, của lòng trắc ẩn, của sự can đảm và của đam mê. Tôi là hiện thân của sự chân thành, của tình yêu thương vô điều kiện. Tôi hiểu rằng sẽ có những tình huống và những con người xuất hiện trong cuộc đời tôi để thách thức lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng của tôi. Tôi đón nhận tất cả. Điều đó cho tôi cơ hội để phát triển nhiều hơn. Tôi cho phép bản thân tôi được là chính mình một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Tôi là một tâm hồn độc đáo trong vũ trụ rộng lớn này. Tôi ở đây để lan tỏa thứ ánh sáng tuyệt diệu của riêng mình. Khi tôi là tôi truyền cảm hứng để người khác cũng bộc lộ bản thân họ một cách tự do và đẹp đẽ nhất. Tôi kiến tạo cuộc đời mình bằng chính suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Tôi ở đây để học hỏi, để yêu thương, để tận hưởng việc được là chính mình và để nhận ra rằng sứ mệnh thực sự của tôi là để yêu thương và chấp nhận bản thân mình một cách đủ đầy và trọn vẹn nhất. Tôi là ánh sáng, tôi đủ đầy, tôi cân bằng, tôi bình ổn, tôi thuộc về vũ trụ. Tôi là một phần của vũ trụ. Tôi luôn luôn kết nối với vũ trụ. Và tôi hòa làm một với vũ trụ bao la và kỳ diệu này. Biết ơn bạn đã chọn để có mặt ở đây. Hãy nghe video này mỗi sáng và tối để thực hành kết nối với vũ trụ, kết nối với nguồn năng lượng sống đủ đầy này. Hãy luôn luôn giữ mình trong trạng thái kết nối và hòa hợp với vũ trụ quanh bạn. Và từ đó, lan tỏa, sẻ chia năng lượng yêu thương thuần khiết này tới bất cứ nơi đâu bạn tới, với bất cứ con người nào bạn chạm đến. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you.